huấn luyện viên Lê Thụy Hải, người đặc biệt của bóng đá Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74. Vào lúc 11 giờ 8 phút trưa hôm nay mùng 7 tháng 5, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phải nhận một thông tin rất buồn. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã chút những hơi thở cuối cùng. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải năm nay tuổi 74. Ông là vị huấn luyện viên có nhiều thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam. Kể từ ngày phát hiện bệnh ung thư tụy, huấn luyện viên Lê Thụy Hải chia tay câu lạc bộ Thanh Hóa để tập trung điều trị. Sự ra đi của huấn luyện viên Lê Thụy Hải là cú sốc lớn với bóng đá Việt Nam. Trong suốt sự nghiệp, vị huấn luyện viên có biệt danh Hải Lơ này từng làm thầy của rất nhiều thế hệ cầu thủ và cả những huấn luyện viên hiện tại. Khi còn trẻ, ông khoác áo câu lạc bộ Đường Sắt từ khoảng năm 1965 đến năm 1980. Sau khi treo giày, ông Hải tự tìm tòi và theo học làm huấn luyện viên. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải được biết đến với tư cách là nhà cầm quân sắc sảo, cá tính bậc nhất Việt Nam. Cựu tiền vệ tài hoa của Đường Sắt Việt Nam từng kinh qua nhiều đội bóng. Năm 1995, ông khởi nghiệp huấn luyện viên với vai trò trợ lý ở câu lạc bộ Đường Sắt. Một năm sau, ông nhận lời dẫn dắt Quảng Ngãi và chính thức vào sự nghiệp huấn luyện viên đầy vinh quang sau này. Trải qua nhiều đội bóng, có đủ thăng trầm trong nghiệp cầm quân, nhưng huấn luyện viên Lê Thụy Hải luôn được đánh giá là huấn luyện viên cá tính và đắt giá nhất V-League. Cùng với người bạn thâm gia Vương Tiến Dũng, ông được biết đến là chủ nhân của những bản hợp đồng khuôn mẫu trong làng bóng đá chuyên nghiệp. Ông nhận mức lót tay cả tỷ đồng một mùa cùng với mức lương đến tận hôm nay vẫn là kỷ lục 100 triệu đồng trên tháng. Tính tổng cộng, huấn luyện viên Lê Thụy Hải dẫn dắt hơn 10 câu lạc bộ, bao gồm cả các tên tuổi lớn như Hà Nội ACB, SHB Đà Nẵng, Thể Công. Năm 2016, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cập bến FLC Thanh Hóa khi đã 70 tuổi. Tuy nhiên, ông phải bỏ dở công việc này vì mắc bệnh ung thư tụy. Trong những năm gần đây, hình ảnh huấn luyện viên Lê Thụy Hải gần như không xuất hiện trên truyền thông. Thay vào đó, ông chỉ được biết đến với các phát biểu, nhận định gây sốc thông qua báo giới. Hồi giữa năm ngoái, cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng khiến người hâm mộ xót xa khi đăng tải hình ảnh huấn luyện viên Lê Thụy Hải trên giường bệnh. Sau đó, nhiều thông tin cho biết sức khỏe của huấn luyện viên quê Hà Đông đã có nhiều tiến triển. Ông phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng chưa một lần đánh mất niềm tin và sự yêu đời. Thậm chí, có thời điểm tưởng chừng ông đã chiến thắng khi sức khỏe được cải thiện. Thời gian gần đây, nhận thấy sức khỏe đi xuống, ông đã chuyển ra Hà Nội sinh sống để tiện chữa trị. Đến 11 giờ 8 phút trưa nay ngày 7 tháng 5, nhà cầm quân danh tiếng đã chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của gia đình và bè bạn. Được biết, lễ viếng ông Lê Thụy Hải sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày 8 tháng 5. Vĩnh biệt ông, một nhà cầm quân tài năng và cá tính bậc nhất.